Age what? Age 2. Age 2, yes, age 2 is this building, but on the other side. Okay, thank you. Okay, okay. Yes. Age 21, no? Age 21. So age 21 will be up there. Yeah, up, to just go. Okay. Done. Let's go. Hello, hello, kính chào quý khán giả. Hiện giờ là 7:45. Con Khang đi học và Khang sẽ đi dạy ngày đầu tiên. Cho quý khán giả cũng nghĩ là tại sao mà đi học trễ quá vậy? Tiểu bang California đã đổi trường, những trường high school bây giờ là sẽ bắt đầu lúc 8:30 chứ không phải 8:00 như bình thường. Thì bây giờ Khang mới đi và Khang sẽ chào quý khán giả được xem cái cảm nghĩ ngày đầu tiên đi dạy của một giáo viên bên Mỹ. Ok, let's go now. Ok, xin kính chào quý khán giả nè, good morning mọi người. Và kính khán giả một lần nữa đã trở lại cho chương trình Passport to Thành Công, hay được gọi là Con Đường Đến Thành Công. Khang muốn làm một cái video về một ngày đi học của một giáo viên tại Mỹ rất là nhiều năm rồi. Và hôm nay đặc biệt Khang là ngày đầu tiên của ngày khai giảng của trường Westminster High School. Hi, Nana chào everybody Nana. Nếu khán giả nào mà có con học sinh, em học sinh ở trường trung học cũng đã biết là tiểu bang California bắt đầu từ năm học 2022 đến 2023 đã thay đổi cái giờ học lại là từ 8:30. Coi như là bắt đầu 8:30, nhưng là lớp học nào mà không bắt đầu 8:30 là đều không được gọi là tính cái minutes của trường học. Thì chờ cái sau này mình có cơ hội mình sẽ nói thêm. Và bây giờ Khang sẽ cho quý khán giả trải nghiệm đi ngày đầu tiên đi học bên Mỹ, học trung học bên Mỹ. Ok, let's go. Khang chở con Khang tới trường thì bây giờ đến khi mình đi tới trường trước khi giờ học. Cái này là nói chung là chỉ có trung học thôi nam khán giả. Cái nhiều tiểu học, hầu hết những cái tiểu học đều là bắt đầu phải 8:00 cũng bình thường thôi. Nhưng mà họ được cái choice, cái quyền lợi nếu mà học khu muốn thay đổi thành 8:30. Nhưng mà hầu hết là những người họ đều giữ vậy hết. Chỉ có trung học là tại vì trung học phải bị bắt buộc phải đổi. Đổi 8:30 là tại vì theo những cái survey rồi đó, những cái research, những cái study thì họ cảm thấy các học sinh bây giờ, nhất là các teenager trong trung học, mấy em thức quá khuya, mà khi mấy em dạy thì mấy em không có dạy sớm được, hay là mấy em còn bị ngủ, cho nên họ mới đổi cái thời gian vậy. Nhưng mà theo Khang nghĩ thì nói chung là mình đổi giờ nào thì mình đổi. Ví dụ như mình bắt đầu 9:00 thì các em cũng sẽ ngủ theo thường thường, em ví dụ như ngủ 12:00 đi thì mấy em sẽ ngủ 12:30, nó cũng vậy thôi, hay là 1:00. Khang thì không thấy nó gì khác biệt, nhưng mà theo những giáo viên nào mà có con em mà phải con chở đi học sớm đó, thì Khang cảm thấy nó là một cái cơ hội rất là tốt. Tại vì Khang nhớ hồi những năm ngoái đi, tại con Khang học preschool đầu tiên năm ngoái, mình phải lật đật, coi như là mình phải đi tới trường, tới lớp mình 8:00, cho nên mình phải đi coi như là lái xe phải lật đật. Và chúng cái trường mà con Khang học preschool đó, nó cũng kế bên mà một cái trường tiểu học nữa, cho nên lúc nào mình lật đật. Nhưng mà bây giờ nhờ thời gian, thời hiện thì 8:00, không biết khán giả thấy không, 8:17 được, nên mình cũng được thoải mái một chút. Ok, và bây giờ Khang sẽ cho quý khán giả một lần nữa xem ngày đầu tiên, ngày khai giảng của trường trung học Westminster High School nó sẽ ra sao tại bên Mỹ. Dạ, ngày đầu tiên thì lúc nào dĩ nhiên là parking cũng là rất là đông đục, cho nên các em ngày đầu tiên phụ huynh cũng chưa có biết đậu ở đâu hay là nên đi đâu, cho nên lúc nào mình Khang sẽ đứng trước cửa
chữa học, là tại vì ngày đầu tiên mình có thể có nhiều em học sinh chưa biết cái trường học ra sao, đi phòng này phòng kia bao đâu, như là khán giả đang xem hiện bây giờ. Age what? Age 2. Yes, age 2 is this building but on the other side. Okay, thank okay. you. Okay. Yes. Age 21. So age 21 will be up there. Yeah, up to just go the stair up there. Okay, got it. Okay. Okay. Theo Khang thì Khang bỏ các em vào seating chart right away, là tại vì nó cũng là một cái cơ hội để Khang đọc tên các em, là tại vì cái nhiều lần những em học sinh thích khi mà thầy cô giáo có thể đọc tên của các em, nhất là mình có cơ hội là mình đọc để mình tìm hiểu các em, mình đọc đúng tên, cho nên Khang thường thường dùng cái cơ hội đó là Khang bỏ các em vào cái seating chart, là ghế ngồi. Cho nên nói chung là thường thường ngày đầu tiên, nhất là cũng là tuần đầu tiên của trường học luôn, mình dùng cái cơ hội đó mình tìm hiểu các em học sinh. Nhiều người lúc nào cũng muốn là thầy cô giáo phải nhảy vào dạy liền, nhưng mà nói chung là mình phải có cái cơ hội để mình build một cái relationship, một cái quan hệ với em học sinh, và sau đó các em học sinh sẽ có thể nghe lời mình hơn, hay là các em học sinh có thể lắng nghe những cái bài giảng của mình nhiều hơn khi mà mình cho các em biết là mình muốn tìm cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm các em nhiều. Và cái đó là một cái đoạn trong lớp Khang ngày đầu tiên tại trường trung học Westminster High School. Và bây giờ Khang cũng muốn nhân cơ hội này, Khang cho quý khán giả đi vào thêm một vài các thầy lớp của các thầy cô giáo. Và trong cái tuần đầu tiên, cái ngày đầu tiên mà trở lại trong trường trung học Westminster High School, và mình cũng có cơ hội mình tìm hiểu những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của các thầy cô giáo, các bà hiệu trưởng và những người staff trong trường học nữa nè. Và cảm ơn khán giả một lần đã xem chương trình Passport to Thành Công trong Little Sài Gòn, trên đài Little Sài Gòn TV. Và Khang cho khán giả tìm hiểu thêm, đem vào cho khán giả vào trường trung học tại Mỹ nó ra sao về cái ngày đầu tiên thầy. Wow. Alright, kính thưa khán giả một lần nữa, cảm ơn khán giả đã theo dõi cho chương trình Passport to Thành Công, hay là con đường đến thành công. Và hiện giờ Khang đang được prep period, là prep period là một cái thời gian, period mà cái thời gian mà mình có dành cho thầy cô để mình soạn bài hay là mình chấm điểm. Và bây giờ mình sẽ cơ hội mình sẽ qua bên, đi qua bên lớp tiếng Việt của tại trường Westminster High School để coi ngày đầu tiên của cô giáo Pauline Dong. Pauline Dong sẽ ra sao? Ok. Cảm ơn các em. Now you got to know your table mates a bit. Next thing I'll ask you to do, and you'll hear me say this a lot. Chromebook 45 độ cho cô. Chromebook 45 độ, 45 degrees. Cảm ơn các em. Now, I'm going to be introducing myself, and there's an activity attached to it. But every group is going to get an index card. What I would like you to do is make sure every group member's name is on this index card. This is how I'm going to take attendance. I'm going to give you the next few minutes to do that. And I'll give you further instructions in a bit. Here, nice stickers. Thank you. That's awesome. So where did you get your hat? Because that's very cool. Amazon. Like I said, I feel like you've got the deal. I got a goofy hat, but you got the deal. There you go, sis. Okay, there you go. Thank you. Yeah, thank you. Okay, cô cho các em 2 phút, 2 minutes. Chào quý vị, tôi tên là Pauline Đồng, tôi là cô Đồng ở trường trung học Westminster và tôi dạy tiếng Việt ở đây. Câu hỏi đầu tiên là, what is your goal for this year? Mục tiêu của tôi trong năm nay là giúp các em học sinh phát triển khả năng nói, đọc, viết, hiểu tiếng Việt, tại vì tôi dạy ở lớp viện 1, viện 2, viện 3. And you have to give recommendation for students to be successful this year, what would be that? Đối với tôi là nếu học sinh muốn thành công năm nay thì cố gắng kết bạn với tất cả bạn học trong lớp và ngoài lớp luôn, và cứ thoải mái cố gắng học thôi. That's it. Ok, thank you. Cảm ơn cô Đồng nhiều. Cảm ơn thầy. Bye bye. Khán giả mới vừa vào thăm lớp của cô Pauline Đồng, là người dạy tiếng Việt. Và đặc biệt cô Pauline là một thầy cô giáo trẻ. Thì bây giờ Khang sẽ vô vào lớp
của một thầy thứ hai cũng dạy tiếng Việt luôn, để cho khán giả xem ngày đầu tiên thầy cô giáo các em học sinh thì ra sao. Ok. Và các em chia sẻ tại sao các em thích cơm tấm và tại sao các em thích phở. I like cơm tấm. Các em chia sẻ. Mình tên là Anthony, mình dạy lớp tiếng Việt ở đây, Việt 2, Việt 3 và Việt 3 Native, tức là Việt 3 cho các em học sinh rất là thông thạo tiếng Việt. Câu hỏi là mình muốn cái gì cho học sinh năm nay thì chắc chắn là mình muốn làm sao cho các em cảm thấy là thoải mái trong cái môi trường học tập của các em, và các em có thể học được nhiều và được thành công hơn. Tại vì những năm qua thì mình bị COVID đó, cho nên là có nhiều em bị có nhiều cái bị trầm cảm. Cho nên năm nay mình hy vọng đó là các em có thể trở lại được như bình thường, và mình muốn các em được thành công hơn. Và để làm sao cho học sinh có thể được thành công hơn thì mình muốn đó là ở nhà phụ huynh và các em có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, và phụ huynh và các em có thể giúp nhau nhiều hơn. Thì khi mà ở nhà giúp được cho các em và có sự thông cảm giữa bố mẹ và con cái đó, thì các em có thể là sẽ được thành công hơn, học giỏi hơn, ngoan hơn khi mà các em đến trường. Các khán giả, thì năm này đặc biệt mỗi năm là bên trường, nhà trường đều có một cái gọi là model mà để mình theo dõi. Nhưng là năm này ở trường Westminster High School, đặc biệt của mình là One Pride, One Family. Cho nên khuyến khích thầy cô giáo lúc nào mình cũng build một cái sự coi như là một cái cảm xúc coi như cái gia đình, không khí gia đình, để cho khi các em tới trường học cảm thấy comfortable hơn. Nói chung là bên Mỹ thường thường ngành giáo dục thì nhất là high school, trung học, có nhiều em không muốn đi học tại vì luật Mỹ là phải bắt đi học, nhưng mà mình muốn làm cho mấy em cảm thấy thoải mái, và khi mấy em được thoải mái thì mấy em sẽ muốn tới trường, và khi muốn tới trường thì mấy em sẽ ráng học hơn. No, we should give them some space, right? So we're gonna stand nicely with our hands to ourselves when we're in the lunch and the snack line. What should you have ready to go and you're in the snack line? Your ID card, so that they can scan your ID card and you are ready to buy your snack or your lunch. Do you guys feel good about buying your snacks tomorrow? Yeah. Yes, and our lunch is today? Perfect. My name is Mrs. King. I teach in the Voices program, which is our moderate to severe special education program. My goal this year is to make sure that all students on campus feel included in something, especially our students with disabilities, and they feel like they are a part of this campus just like everybody else. Students and parents, to get involved. Get involved in campus, be a part of something, and make sure that you are a part of our Lion family. Like our slogan is this year, one family, one pride. So make sure you are a part of our Lion family. Hey, quý khán giả, thì đó là một cô giáo của dạy trong chương trình SPED, là chương trình các em đặc biệt. Thì trường Westminster High nói chung là rất là có một cái chương trình đặc biệt, học sinh đặc biệt rất là lớn. Đó là một cái cơ hội, coi như là mình giúp tất cả các em học sinh. Khán giả cũng để ý các em đang học về cách mà chuẩn bị lấy ăn lunch ra sao. Hi, my name is Kimberly Gonzalez. I teach AP Environmental Science and Environmental Science here at Westminster High School. And my goal for my students this year is to simply learn time management, to work hard, and of course, because it's environmental science, how we can maintain and sustain our earth for future generations. One recommendation, I think, just to be successful, not only in school but out, is to simply get involved. Get involved with your school community, get involved with the community that you live in. Oftentimes we think that we shouldn't let our students get out there and try new things, but honestly, that is the best thing that you can do for them, is to let them get out into that world and experience everything that it has to offer. So that will be it. And you'll have to pull that top out of the marshmallow, because the marshmallow has to be the top of it. Okay? All right, I'm gonna start over here, and we're gonna measure and see who our winners are. Huh? You have to pull the top out.
The marshmallow has to be the top. Oh, okay. 17 inches. We got 17 over here. 17 inches. Let's see here. Đi ghé qua thăm lớp của cô Julie Greco. Các khán giả thấy trong đó cổ đang làm một cái activity. Thường thường những cái ngày đầu tiên có thể nhiều thầy cô sẽ dùng activity để tìm hiểu thêm biết các em, và các em được cơ hội để nói chuyện chung với những các em khác. Coi như là ngày đầu tiên thường thường mình muốn các em có cái sự thoải mái và vui chơi. Ok, giờ mình đi tới lớp khác nè. Xin các em mình theo dõi. Distribution other things, yes. Chemistry is involved. What else do we use chemistry for? Sports, recovering, yes. What else? Food, we had the baking. If you want to be a better athlete. If you dye your hair, that's definitely some chemistry involved because you don't want to have too much bleach in that or else you will bleed and then it will fall out. So there's a lot of chemistry that's going on around. Some people need paper. Raise your hand. There's nine. One, two, three. No. Just this. You have yours. You're all good. Thank you, Holly. Thank you. Who else needs one? Hands up. Where's yours? There you go. Who else needs one? Anyone else? I'm Mrs. Ryerson. I teach chemistry and environmental science. What I would want my students to take away from chemistry is a general understanding of how our world works around us, especially at the chemical level. They don't have to be geniuses in chemistry once they leave here, but just an understanding. To succeed in my class, check Canvas, do the work, make sure you study for those quizzes. That's it. Parents, make sure you're checking in on them and they're doing the work. Homework is due every Sunday, so when they say they don't have any work, make sure to double check. How about overall, just a regular student, other students? Other students, communicate with your teachers, get them to know on a personal level, and they'll be way more likely to reach out and make sure to check up on you and everything else. A good connection means good grades. Okay, quý khán giả và khán giả đã vừa nghe những thầy cô giáo để cho khán giả chia sẻ về những cái suggestion để giúp các em học sinh đầu mùa năm học và cả năm luôn. Thì bây giờ mình muốn nói chuyện với một vài em học sinh để coi các em có những cái suggestion gì cho các bạn bè khác hay là cho chính cả các em. Ok, bây giờ thầy Khang sẽ vào lớp này để hỏi một vài em. Tên em là Kim Nguyễn, em là học sinh lớp 12 ở trường Westminster. Mục đích năm nay của em là sẽ được học tốt và sẽ được điểm A trong tất cả các lớp, cũng như là tốt nghiệp xuất sắc. Một những điều mà em muốn nói cho học sinh để thành công trong trường là có quản lý thời gian tốt, với lại phải nói chuyện với thầy cô giáo khi mà cần giúp đỡ. Hi, my name is Natalie Gonzalez. My goal for this year is to have almost all A's and do well in my classes. To achieve that goal, I would study harder and don't procrastinate as much. À, chào các bạn, em là Sophie Nguyễn và em là lớp 11. Năm nay em muốn giữ cái điểm A trong các lớp EP và khi mà cuối năm con muốn lấy điểm 5 trong cái bài thi cho AP nữa. Và em muốn cũng là giúp đỡ cái community ở đây và làm những cái competitions trong STEM nữa. Như năm ngoái em cả làm gần 5 cái competition rồi. Vậy muốn làm cái competition đó lại và làm cái cách nào mà mới nữa. Và cho cái các bạn mới, cái advice em sẽ cho bạn là apply to các gì mà em interested in, even if bạn không có biết sẽ bị nhận vô, but just like pursue the opportunity and as always make good friends. Và make friends that you can do like academic pursuits with as well. Okay, thank you, Sophie. Come thank on. You so much. To do that. Okay, so we have about 4 minutes left.
So go ahead, I'm gonna have you, go ahead, you can scoot over here. If you're in this section right here. All you need is the fee, bare minimum. You want to do more than that? Totally fine, right? But bare minimum for you to graduate. There's always resources. If you need help with anything, ask someone, because we have anything and everything available to help support you and your child here at Westminster. Oh, be informed. My goal this year for my students is to be informed, especially with the class they're taking, so it's U.S. government, avid, or psychology. Kính chào quý khán giả của đài Lưu Được Sài Gòn TV. Tôi tên là Thảo Linh Nguyễn, là giáo viên dạy tiếng Việt của trường trung học ở trường trung học Westminster. Mục đích của một người giáo viên năm nay đặc biệt thì là một giáo viên dạy tiếng Việt thì dĩ nhiên là mình có cái 4 kỹ năng, đó là đọc, viết, nói và nghe. Thì ngoài cái đó ra, năm nay thì mình rất là muốn làm sao cho các em kết nối lại với cộng đồng của mình, tại sau 2 năm, 3 năm Covid đó, các em có được ra ngoài để mà tham gia các hoạt động của cộng đồng của mình, sinh hoạt cộng đồng của mình. Thì năm nay mình rất là muốn giúp các em trở lại để làm cái điều đó. Và một cái lời khuyên cho các học sinh để mà thành công cho năm tới đó là các em nhớ giữ một cái mối quan hệ tốt với giáo viên và học sinh ở đây. Ví dụ các em không hiểu bài, đừng có sợ đến hỏi giáo viên, đến hỏi các bạn để mà các bạn giúp em. Và phụ huynh ở nhà cũng có thể nhắc nhở các em điều đó. Và nếu phụ huynh cần, mình có thể lên trên online và có thể xem điểm của em bất cứ lúc nào, và để có thể giúp các em trước khi nó quá trễ. Đó là lời khuyên của tôi với học sinh và phụ huynh. Yourself to your table group. Okay? Introduce your name. Let them know your 4 facts. Okay? And I'll give you the rest of the period to do that. Okay, so we have about 4 minutes left. So go ahead, I'm gonna have you, go ahead, you can scoot over here. If you're in this section right here, if you want, you can turn your tables as well too. Okay, we just make sure we push it back, okay? Kính chào quý khán giả của đài Little Saigon TV, thì mình tên là cô Mai Khanh. Và năm nay thì Mai Khanh có cái cơ hội để dạy ở trường trung học Westminster. Những cái môn mà Mai Khanh dạy năm nay là lớp tiếng Việt. Mai Khanh dạy trình độ đầu tiên cho các em. Và cũng Mai Khanh dạy lớp Avid. Và Avid là một cái lớp để giúp các em học sinh chuẩn bị và suy nghĩ về đại học và những cái nghề nghiệp trong tương lai cho các em học sinh. Và cái mục tiêu mà Mai Khanh có cho các em năm nay đó thì cái chính đó là mình có thể là motivate các em để be more involved, là các em tìm những cái sinh hoạt hoặc là những cái cách để hoạt động trong trường học. Và Mai Khanh nghĩ cái này là một cái điều rất quan trọng, là tại vì mình cũng thấy rất nhiều em học sinh khi nào mình có hoạt động rất nhiều trong trường học thì mình có rất nhiều những cái sự thành công trong lớp học, trong lớp và ngoài lớp học luôn. Như Mai Khanh nói, mình có cái mục tiêu để hướng dẫn các em để tham gia vào tất cả những cái sự kiện của nhà trường và cũng như những cái câu lạc bộ trong nhà trường. Thì mình khuyên các em học sinh, nếu mình tìm một cái sở thích hoặc là những cái hobby nào, những cái club nào mà có những cái sở thích mình có, thì mình vào vô, mình nên vào vô. Cho những phụ huynh thì Mai Khanh khuyên phụ huynh là cách nào mình có thể là tham gia vào trường học để mình tìm hiểu thêm về những cái về trường học của mình, thì Mai Khanh khuyên phụ huynh là mình đến tham gia những cái sự kiện như là bên trường học Westminster mình có Passport to Success, là con đường đến thành công, là một cái buổi họp chung với phụ huynh và nhân viên nhà trường, cũng như là PTSA là hội phụ huynh, giáo viên và em học sinh tại trường học. Thì get involved, I think that's the really important part for our families and students. Hi, my name is Lawrence Nguyen, and I'm a math teacher at Westminster High School. Okay, so what is your personal goal for your student this year? My personal goal is to be able to help more kids pass my class. And in doing that, I have a personal goal of being able to reach out to my students more by making better connections with them. So that way I can motivate them to, I guess, work harder and pass the class. Okay, yeah. Thank you. And then the next question is, if you have one recommendation or two for parent and student to help them be successful this year, what would it be? For parents, I would recommend the parents to shadow or follow kids on their LMS or learning management system. Different schools, different districts
have different may use different systems, but for Westminster High School, we use Canvas for the learning management system and Aries for attendance. So follow your child or students on there would help to kind of monitor their progress in terms of grades and attendance. So that way they don't have to wait for the report cards to come home to realize that their child is off track. Okay, Karen, anytime, Karen. So my name is Karen Manselvas. I'm a Spanish teacher here at Westminster High School. I think my goal for this year for me and my students, it's mainly that I want them to feel proud of themselves, of their heritage, of their school, of their community. And I think that requires a lot of work and mainly involvement, which leads to my recommendations for this year. For both parents and students, get involved, ask questions, come to the events, ask if you have a doubt, communicate it with somebody so that you can get the answers that you want and you can really find out what's going on in our school, and that way you can become a part of our school and then end up feeling proud of the amazing community that we have at Westminster. Hi, my name is Liha Vo-Swick, and I teach Culinary 1 and Advanced Culinary at Westminster High School. All right, my goal this year is to help my students to feel comfortable enough to take risk. So I want them to try new things, really try to put effort into the things that they're doing and not be afraid to fail. My suggestions for students this year or for parents is not be afraid to reach out to your teachers. We are here to support you, help you, and if you are struggling, communicate that with us so that way we can find ways to really help you to be successful. Time management, write things down, homework, be aware of when assignments are due. If you know that you're struggling, again, don't wait until the last minute, but reach out. And parents, feel free to email the teachers and communicate. We are also here to support you as well. Hi, my name is Jason Stouffer. I'm the school resource officer for the city of Westminster. Okay, first question is, what is your goal for this school year? A goal for the students for this school year would be to ensure that they're all safe, they're happy, and that they're welcomed, new students and outgoing students as well. Okay, and if you have one recommendation for, or two, or more than one, right, for parent and student, what would it be? Recommendations for the parents are just be involved in your student's life. Understand what they're going through, what they're doing at school, be involved in the social media, find out what is making them tick. Find out what's motivating them to be here and push them a little bit more to go past that level. Okay. Anything else you want to say? Anyone ask about safety and stuff like that? That's it. Be safe. Have a good school year and go Lions. Okay. Thank you. Tôi là hướng dẫn viên cho học sinh họ y tế họ and trường trung học Westminster High, trường trung học Westminster. Một cái mà tôi muốn tất cả học sinh của trường đạt được năm nay á, là cho các em trở lại học và tham gia môi trường thường như trước khi dịch Covid, và cho các em biết là trường, vì tiểu bang Cali nó đổi luật rồi cho học sinh là tới 8 giờ rưỡi mới bắt đầu đi học, nên có em nên cố gắng ngủ sớm tí, đừng có thức khuya đó, rồi đi học cho đều đặn giữa từ 8 giờ rưỡi tới 3 giờ 45. Hướng dẫn viên của trường thì lúc nào tôi cũng muốn cho học sinh và phụ huynh để cho thành công cho sự học hành của các em, và có thể chuẩn bị cho các em về sau này, nếu mà khi học xong trung học mà các em muốn đi đại học của trường UC hay là trường Caltech thì đều đạt được hết. Nhưng mà một cái mà tôi muốn học sinh biết là hướng dẫn viên, chúng tôi có tới 3 hướng dẫn viên của trường làm theo họ của học sinh, nên chúng tôi muốn học sinh có thắc mắc gì thì nên tới gặp chúng tôi, và tôi muốn phụ huynh là nên theo dõi sự học hành của con em mình. Dù cho mình không có biết lên mạng coi hay gì thì quý vị chỉ cần mỗi thứ sáu nói con em mình đưa cho coi cái sự học hành của em ra sao thôi. Quý vị không có cần phải lên mạng phải biết cái đó, nhưng mà nếu mà quý vị lên được thì tốt hơn thôi. Còn không thì cứ nói học sinh mỗi thứ sáu cho
cho ba mẹ coi chuyện học hành của con, rồi thưởng cho em cuối tuần đó, đãi cho em đi ăn, hay là khi quý vị đưa đón con mình đi học, đưa về này nọ đồ đó, hỏi thăm với con em mình, hỏi coi ngày học của em ra sao, có chuyện gì tốt, có chuyện gì lạ, có chuyện gì xấu xảy ra. Cái đó là một cơ hội để cho mình, trong lúc mình có con mình trong xe của mình á, thì mình có thể đàm thoại với con em mình được. Hello, my name is Amy Sable and I'm the principal at Westminster High School. And I've been asked to share what my goal for the 2022-23 school year is. And for our campus, it's the theme One Family, One Pride. And what does that mean? It means that this school has a place for every single one of our students and every single one of our staff members. And we really do want to celebrate what makes each one of us special and then lift each other up. So a couple recommendations that I would make for our students, any grade level, would be to come in and understand at the beginning of every single school year you have a fresh start. So know that you are starting with a perfect slate and this is only up. So make sure that you work really hard, start out with great habits, get to know your teachers, get to know the staff. Also with students is get involved. So I would say join a club, join an activity, extracurricular, a sport, whatever it may be, volunteer. It's great, it gets you connected to our campus and it 100% leads to success. For our parents, I would suggest just really being present. Talk to your students about classes, look at their grades, really be involved in their academics and how they're doing socially and emotionally on our campus. We have a lot of opportunities for you to get involved. So whether it's PTSA, whether it's our ELAC or DLAC, please feel like you can join. We always translate our meetings, so nothing should stand in the way from you being involved and feeling like you are an important part of this campus, because you are. Thank you so much.